Các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện làm cái vó các bạn nhé, vó kéo cá. Đây, mình sẽ dùng bằng cái này để mình làm rồi. Bát mình có gì kéo mình cắt đôi ra. Vó nó thì sẽ vuông, mình sẽ cắt cho vuông các bạn. Sẽ phải đo để cắt cái phần nào. Thì bữa anh đem cũng kia cũng được rồi, nãy nó mua chị về có bà lấy em đưa cho anh để chưa. Thì nói chung là tốt nhất là chạy chạy mà vào thì phải em đưa cũng được. Mà không có tiền cũng chạy anh, và không có anh á. Mà không có thì biểu anh bắt tay vô rồi em tải nó mua về qua mà lấy đỡ vội. Thôi em kêu gọi làm chi hãy mà bằng cũng được. Vâng. Đừng đừng có nhận đừng nhận. Đây một cái vó các bạn khá là xinh xinh. Đây là cái vó để kéo
Ok, đã hết rồi. Xin chào các bạn.